Chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Vũ Tùng Tám nhá. Bây giờ là 12 giờ ngày 11 tháng 1 của năm 2020. Và thì tôi trân trọng giới thiệu quý vị là tôi đang có mặt tại xã Đa Tốn và để lắp bộ cuốn thư cho nhà anh Quân. Vâng, tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đây. Vâng, thì trên màn hình quý vị đây là không gian phong cách của nhà anh Quân. Vâng, chúng tôi vừa thi công lắp đặt xong bộ cuốn thư bằng gỗ vụ, chất liệu gỗ vụ. Vâng, thì chiếc cuốn thư này được chúng tôi chạm qua chiếc đức liên quan trên nền gấm và được chúng tôi giác bạc và bằng chất liệu gỗ vụ. Và đây là không gian phòng khách nhà anh nhé. Và thì đây là anh Quân và anh chủ nhà anh Quân đây tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Vâng, thì anh thấy chất liệu được mà như ý anh đạt đâu ạ? Chất liệu này là được. Vâng, thế em xin chân thành cảm ơn anh Quân nhé. Và thì cũng gọi là đầu xuân năm mới thì chúc anh và toàn thể gia đình năm mới mạnh khỏe nhá, thật nhiều sức khỏe. Vâng, làm ăn tấn tới. Chúng ta mạnh khỏe. Vâng. Đấy, ai có nhu cầu sở hữu bộ cuốn thư như của nhà anh Quân ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội này thì xin liên hệ cơ sở Đồ Vũ Tùng Tám nhá. Và cơ sở tôi nằm tại xã Hoàng Phúc, quận Cầu Giấy, tỉnh Phú Thọ. Còn chuyên nhận theo đơn đặt hàng theo ý của khách hàng và sẽ thi công lắp đặt tại nơi. Và đây phòng khách nhà anh đây rất là gọn gàng đẹp. Và thì trước tiên anh đang muốn lắp có một chiếc cuốn thư thôi. Bởi vì có hai lọ đồng bình hơi cao, anh sợ vướng, anh chưa lắp. Nhưng quá trình tôi lắp vào thì nhìn cũng không vướng, khả năng anh lại tương lai là lắp nốt hai chiếc câu đối nữa. Và thì lúc nào anh có nhu cầu làm nốt hai câu đối thì anh lại alo em nhá. Và thì một lần nữa xin chúc anh và toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt gấp 5 gấp 10 lần năm cũ để thật nhiều tiền để ủng hộ cho kênh Đồ Gỗ của Tùng Tám của em nhá. Và em xin chân cảm ơn anh và chào anh. Và xin chào mọi người đã theo dõi kênh YouTube của Gỗ Tùng Tám nhá. Xin hẹn mọi người clip sau nhá.